Chào mọi người, mình là Zombie Man và hôm nay chúng ta sẽ chơi tiếp tục phần 2 của series sinh tồn Minecraft 1.17. Và giữa hai tập mình có sắp xây xong cái căn nhà này. Hôm nay mình sẽ dự định sẽ đi đào mỏ. Và nếu gặp được thì mình sẽ đi bắt con Axolotl. Đào cái này xuống. Hey. Mình mới chỉnh skin rồi, thế nên là các bạn đừng có thắc mắc nha. Đây, xây đây. Đây, ôi, một con zombie chết đuối. Đừng nên gây sự. Tiếng nó hơi ồn tí, mình nói to lên. Không là mưa nó che hết tiếng của mình chết đấy các bạn ạ. Ok, tiếp tục làm thôi. Xây cái chỗ này là cái ban công này mọi người ơi. Đó. Hơi hết gỗ rồi. Hơi xấu tí, mọi người thông cảm nha. Rồi, đây là tầng 2 của mình nè. Nhà mình xây đẹp phết đó chứ mọi người. Ra ngắm căn nhà xem nào. Từ từ vào đây đã. Xem nào, có cái gì đấy. Xem nào. Mình sẽ cắt một vài thứ. Ví dụ như cái gạch này. Cái gì đấy? Đấy là cửa đấy. FBI à? FBI open the door. Cái gì? Cái loại gì đấy? Ai cứ đặt cửa nhà mình các bạn ạ? Cái gì đấy? Gió to quá. Cái gì đây? Quạc đồng mọi người ơi. Để xem. Thở gì. Thôi từ từ, mình đã bị đói rồi. Ăn đi. Ok, no rồi. Đau. Hết rồi gì? Chết. Ôi dồi ôi, mình nghĩ là nên bỏ hai quạc đồng này thôi. Và để mình đi tìm một vợ. Mình về mình lấy dụng cụ đã. Để mình sẽ. Hôm nay chúng ta sẽ phục vụ cho cái chuyến đi mai của chúng ta. Chuyến đi mai đầu tiên của mình. Khá là ổn đấy chứ. Mình có thể chế tạo giáp sắt rồi. Một cái xô. Mình sẽ đi ra múc nước. Hét đấy nhở? Hàng xóm người ta chửi nhau ấy mà. Hàng xóm người ta chửi nhau mà không có gì đâu các bạn ạ. Đây, nhà mình có bên kia có một cái hang hay sao? Đấy, quạc đồng đây rồi. Như thế cho có oxy. Đào. Ơi. Đào. Không. Không chỉ cả đúng rồi. Tôi xong mình rồi. Lên. Rồi. Thôi chết. Thằng cao quá. Trời đất ơi. Gì nữa vậy trời? Ơi, xong chưa vậy Miên? Cắt đoạn này đi. Mình vừa nhầm cái gì đó.
là ấn nhầm ơi. Ok chơi nào. À, cái chân mình bây giờ vẫn đau các bạn ạ. Các bạn hãy nhớ để lại một like, chia sẻ và subscribe cho kênh của mình để mình sớm đạt được cái nút đầu tiên nhá. Nhưng mà chắc là mình nghĩ chắc là còn lâu đấy. Các bạn hãy cố gắng giúp mình đi. Mình vừa mới vào lại game. Tức quá. Hồi nãy hàng xóm người ta chửi nhau kinh quá. Ấy, có một ông dân làng dẫn la ma ở đó. Đã cộng đồng này chủ nhật. Ok. Ấy, còn nữa này. Mình đào ở bên trên đi cho nhanh. Chứ mình xuống dưới mình đào á. Cái gì vậy trời? Không ổn rồi. Đào mau. Sao nó cứng vậy? Sao không hồi nữa? Ủa thằng này nữa. Kéo kiệt thế. Chắc là mình lấy thằng này. Lấy nút quạt đồng này là đủ rồi đấy. Lấy nữa làm gì? Mà mình có biết là quạt đồng này là gì đâu. Để đây. Kiệt, no, mình bơi đi đâu rồi bị kiệt, lên lên, đấy, ok, cái thế giới này lạ lắm quá, ôi có than, đào than, làm đuốc. Yeah, không sợ thiếu than. Ui sao tối thế? Gì đây? Ấy, chết rồi, tối quá. Sợ. Hơi gión nè. Con zombie nào vào đây nó. Có những bia nào nó vào đây nó. Cắn cho phát thì thôi. Sang chấn tâm lý luôn. Đi lên thôi. Tối quá. Mình có nên khám phá nơi này không nhỉ? Lắp lại đi chỗ khác. Hô hô. Mày. Mày. Tính ra mình làm cái chỗ đấy là đất. Đấy làm gì trời? Sao mình ngu thế nhở? Mình mong là crafting này nó sẽ cho cái Tesubug Minecraft vào. Hồi đó là hay chơi Tesubug Minecraft lắm. Nếu khi nào mà nó ra Tesubug Minecraft mình sẽ nói cho các bạn. Mình sẽ làm một video nói cho các bạn sau nha. Bây giờ cứ chơi tạm chế độ crafting đi trước đã. Cái gì đây? Tính ra nhà mình rất là nhiều hang luôn. Ủa cái gì đây? Mình vừa mới hack xong. Tối quá. Mình hơi dén những cái chỗ tối nha. Ôi trời ơi. Lỡ đâu dưới này có con zombie ở sao nhỉ? Hay là con nhện? Vừa mới nhắc Tào Tháo, có Tào Tháo luôn. Tào Tháo ơi. Tào Tháo này chúng tôi là Tào Tháo. Cái gì đấy? Ôi. No. Ấy, đánh nhầm. Ok, cái gì đấy? Còn sâu không phải? Creeper này nhìn thấy thương quá nhỉ. Thấy không? Mình nghĩ mình đi lên thôi. Sắp chết rồi. Ở đây cũng là đường cùng rồi. Đi lên. Thế. Ui, ui. Creeper. Ui, ui. Ui, mời chế ơi. Tha, tha thế mà
chơi mày chị ơi. Tha cho tôi. Đừng làm người ta giật mình nữa. Mày biết người ta yếu tim rồi. Cái gì đây? Hít thở ra. Ấy, có con cừu. Lấy thịt con cừu. Mày đa đa ăn chúng tôi này. Mình không cần len đâu. Ấy, kia là ngôi làng. À không, ngôi nhà của mình. Mình lộn các bạn ạ. Trời ơi, nhà của ấy có ngôi làng. Yeah, mình xây nhà cách làng. Thế mà từ trước đến giờ mình không biết. Ôi, trời sắp tối rồi. Nhưng mà trời chưa tối lắm. Thế nên thôi cứ vào nhà đi cho chắc. Mình ra đi nung mấy cái đồ các thứ. Ông ơi, trong lưng đó. Đồng thô như thế nào? What? Mình có ngay cái kia. Đi, cho tôi. Đi vào nhà thôi. Từ từ. Chặt cây đó. Làm cái kiếm sắt. Mình sẽ lấy cái này mình làm cái khiên. Ơi, trước khi làm, đóng cửa vào, đi ngủ. Đi ngủ, mai dậy làm tiếp. Đấy. Ồ. Mình có thể làm ba cái kéo. Nhưng mà không. Làm gì có chứ. Ok, có cái khiên rồi. Hành trình đi tạo cái khiên. Xem nào. Đấy, các bạn thấy skin mình đẹp trai không? Quá đẹp trai luôn. Có cái đồng này. Đồng này có làm được gì không nhỉ? Ấy, cái amethyst. Cái quặng amethyst ạ. Ôi, có cái của thu lôi này. Thôi, xét nó đánh vào nhà mình thì ăn bíp. Cái đồng này nó nung lâu quá. Còn cái đồng này mình cất đi. Cất. Từ từ. Mình vào đây đã. Xem thế nào. Ok, tạm biệt các bạn ở những video lần sau. Bye bye.